hôm nay bắt đầu vô tuần thứ tư của tuần lễ Noel nha mọi người. Hôm nay chủ nhật rồi, còn thứ hai, ba, tư, thứ năm, thứ sáu, 5 ngày nữa là sẽ chính thức bước vào Noel nha mọi người. Hôm nay thì đến tuần lễ thứ tư rồi, em đốt cái nến thứ tư này nha mọi người. Thời gian coi vậy chứ thấm thoát qua nhanh lắm nha mọi người. Mình phải biết tận dụng thời gian để khi nào rảnh mình bên gia đình, con cái, vợ chồng. Rồi hết, nó hết ga nha. Nhà em xin giới thiệu với mọi người món bánh. Món bánh này tên là bánh gừng truyền thống của Thụy Điển. Vào dịp Noel, các bé nhỏ bên đây đều làm mấy cái món bánh này nha. Bánh này đặc biệt mấy bé rất là thích và rất là thích ăn luôn nha mọi người, vừa thích làm mà thích ăn nữa. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Hôm nay má Mào mới làm nhiều, hôm nay má Mào nhiều phần để cho bốn đứa làm nha. Nghe đó, thẳng ra cho tụi con quậy thêm một bữa nữa đúng không? Giáng sinh. Đây là hồng mà vui vẻ làm bánh. Đây là mấy cục bột này là em mua sẵn nha mọi người, mua sẵn ở chợ. Cái nắp nè. Đây, đó là tiếng Thụy Điển kêu bằng thép tả cross spear. Cross spear. Thấy không? Con. Đó, bây giờ bắt đầu mình tráng bánh nha mọi người. Mấy đứa rửa tay sạch sẽ chưa? Bao nhiêu bên đây luôn? Bao nhiêu bên đây được? Bao nhiêu? Bắt đầu đứng cán bột rồi mọi người đó. Mấy đứa làm đi nha. Hôm nay mấy mày chỉ giúp mấy đứa chút xíu thôi. Mấy đứa làm tự làm đi. Tám đây là con. Giờ trước mình làm cho nó như nó mềm chút. Thầy Mối ơi, trước phải cái nó đã bột trước chứ cái cam đều hơn nữa. Giờ làm chọn trước phải không, cho sắm sắm cán nha. Sắm sắm cũng đừng cán nha. Sắm sắm làm chọn trước, vậy là sắm sắm. Bóp cái này. Đó, làm bóp bóp với mẹ con. À, bóp đi, bóp nó. Má mà giúp ba. Wow, nhiều thợ làm bánh quá ta. Thợ làm bánh nha, Nghiệp Dân nè. Rồi. Dạ, cá mỏng nha. Cho tấm tấm làm khuôn nha. Rồi, cho tấm tấm làm khuôn nha. Cho tấm tấm làm khuôn nha. Cá mỏng nha. Rồi, giờ tấm tấm làm khuôn này ha. Bỏ vô. Đè xuống. Đè xuống. Có mày với con đè xuống nha. Đè xuống. Đè đau tay hết á. Quá, chưa. Từ từ. Bén tập. Nặng xuống. Rồi giờ thành hình thành baby nha. Rồi lấy ra. Ờ lấy cái dành ra trước. Lấy ra từ từ thôi nha. Để cẩn thận nha. Wow, xong xong đã chưa? Nó sắp làm một cái đầu tiên rồi nè. Yeah. Thỏ hả? Thỏ đẹp. Từ từ nào.
Rồi anh thêm cái lần nữa không? Rồi. Con chưa có đâu, con đừng có mở ra vậy mà. Mở ra chưa được rồi, ở đây gãi mấy cái dằn nha. Thấy cái dằn cái này nè. Thấy mấy dằn nha. Làm sao con để cái khuôn nó luôn, ấy cái dằn nó gãi thôi. Chưa có sức ra hết. Nè cái này cũng mùa mũi mà. Nè cái này ấy lên dằn. Yeah, hỏi cho nó ngon. Bé Tài giờ đến số 11, đến số 8 nha. Wow, mình thấy cái bánh này ha. Rồi. Chưa có đè được, đè lại đi. Chưa có dính nè. Rồi đè mạnh lên nữa. Rồi con tháo bột qua đây, con tháo mấy cái bột này nè, tháo ra. Tháo này cho xanh xanh tháo nha. Đừng có lấy cái này ra trước. Giỏi, người ta là thợ làm bánh tương lai đó. Ôi giỏi ghê chưa, thôi giỏi quá, ông mà giúp con ha, ông mà giúp bè xuống cho con ha. Rồi, ông Tâm giỏi lắm á, có, ông Tâm giỏi chưa. Lấy này ra nè, lấy cái này ra. Rồi, Tâm Tâm nha. Wow, cái đó là con ngựa, con ngựa ăn con chó. Cái này nè, nè, xúc cái này lên. Lấy cái này lên trước. Muốn lấy cái tài lấy lên luôn. Tài lên nó bị gắt con, bị gắt. Vậy cho nó vậy luôn. Rồi. Giỏi quá. Ừ, đừng có sáng đẹp quá. Cho bỏ thì họ giỏi không sợ đứt cái chân. Nha, làm cái gì? Không. Má giúp con nha. Giỏi má ghê. Ủa nhiều con quá nè. Có nào chưa làm nữa. Cái bông có rồi. Cái này đủ rồi. Cái sao này kia nhỏ nó gọn. Thấy cái nhỏ làm thấy thương bánh này là cũng đơn giản cả nhà ha, chủ yếu trong cái bé vui thôi. Lòng mỏng quá, khó lấy lên. Khó lấy lên cho gì hết á, để bằng cái lòng này. Con làm đó không? Cái này. Rồi nè. Chứ nào làm cái này. Rồi bỏ cái này luôn đi. Lấy tay bóc cái lên cũng được. Có bà này phải dành lên sóng hoài, phải kêu hoài à. Mà phải lấy cái này ra trước nè cho con à. Rồi cho con dễ phải không? Dễ cho con lấy nha. Rồi đó là lấy ra đi. Đó rồi, để lên sóng về. Rồi. Thế sao? Bên đây một chỉ bánh này nha. Yeah, giỏi quá. Bỏ vô nướng rồi. Con nhớ về chỗ bánh, nhớ bánh làm con này rồi nha. Con này đây nha. Chỗ mấy đứa nhỏ làm nè mọi người, đủ thứ hình luôn, hình cây thông nè, ngôi sao nè, bông nè, em bé nè, con chó nè, đó bây giờ em bỏ vô nướng nha, cái này nướng lẹ lắm, tại vì nó mỏng quá, nướng màu lắm. Rồi chắc khoảng 10 phút là chín rồi ha, 5 phút rồi. Rồi xuống lửa đây là mẹ bánh gừng truyền thống của Thầy Điển xong rồi nha mọi người. Chỉ vài phút thôi. Khỏe lắm. Bây giờ mình để cho nó nguội nó sẽ cứng lại. Dạ, xong bắt đầu mình trang trí bánh sau nữa. Rồi, bây giờ đến khu trang trí ha cả nhà ha. Mọi đứa đang còn tự trang trí đi.
bánh này đã nướng xong và để cho nó nguội và nó cứng giòn rồi. Đó, bông nè, cây thông nè, cái này cũng là bông nè, cái này con thỏ nè, trái tim nè, con chó nè, đủ thứ con hết á. Rồi, để coi mấy người này tương lai có thể làm được cái gì kia là quả sĩ không nha. Làm riết quán gà luôn rồi. Rồi, nắng cho đẹp đẹp nha. Không đẹp là bán không có tiền nha. À, đưa cho sắm sắm cây, sắm sắm nặng đi. Sắm nặng không? Ê, sắm sắm không nặng mà còn ăn luôn hả? Biết nặng không? Biết bóp ra không? Hay cho má mà giúp con bóp. Nó đỡ mà. Em trang trí cây thông nha mọi người. Wow, mùa mỗi lần cái thứ hai rồi hả? Cho má mùa mùa trắng thì sao cái thông gì xấu quá ngại. Trời ơi. Ngại xấu cũng vô bụng mày đúng không? Con cam đi. Ủa cho Thành ơi, cái nào rồi? À, cái thông, cũng cái thông luôn. Đó, à, cái này thấy có lý chút xíu nè. Dạ, cái thông của Hà xong luôn nha. Ôi, sấm sấm làm đẹp quá ta. Kẹp vô lên kia nãy giờ sấm sấm. Kẹp lên ăn luôn hả? Bỏ ở đây luôn nè. Ăn xong bỏ luôn rồi trời. Chúng ta đã dành tới ngày Noel ta mới ăn nha. Nè, ăn luôn. Nó đi nóng làm thấy ngon hả? Rồi, con gái tôi muốn không làm quậy, không làm quậy sĩ rồi. Rồi, người ta mới có 3 tuổi là bắt người ta. Bắt người ta trang trí những người chuyên nghiệp vậy đâu có được. Rồi, đã trang trí được rất nhiều bánh rồi nè cả nhà ơi. Mỗi người mỗi trình độ khác nhau ha. Mỗi người mỗi kiểu. Rồi, cái bà này phải làm xong là bố quốc luôn rồi nè. Ngon không? Dạ ngon. Bánh mình tự làm ngon hơn đúng không? Dạ. Rồi, Thành đã làm thêm cây thông nữa. Rồi, bữa một dạ. Chỉ bánh ha. Em chỉ là cô gái đi bán bánh. Bán bánh thôi. Còi đậu lên đầu luôn, giống như mấy bà đi bán bánh nè. Bánh cam. Bán bánh thôi, đừng bán gì nữa nha. Bán bánh, đường nữa. Bán ăn bánh game nè. Quậy đi, lắc gớp. Lắc gớp xuống luôn bây giờ đó. Ai mua bánh đâu mà bán bánh, bán mấy game nè. Khổ quá, nó gì bán mấy game nè. Chào. Rồi, bà ơi bà ăn bánh không bà? Con bán rẻ lắm, có 500 ngàn à bà ơi. Trời đất ơi, sợ bà bụng quá bà. Chị mua bánh giùm em đi chị. Có bông nè, có cây thông nè, có chó, có mèo luôn. Hai cái thông nè. Rồi. Rồi cho em xin ngàn nha chị. Trời. Hết tiền chứ không phải là miễn phí hả? Hết tiền. Bánh phải có trời. Đây đây đây, mẹ bánh sẵn. Rồi, mày có nhà ăn bánh nha. Rồi, bánh 500 ngàn nha mọi người. Holoman. Holoman hả? Holoman làm nè. Holoman hả? Trong đây á, Holoman làm nhiều bánh lắm. Dạ. Nhưng mà cái bánh quan trọng nhất là bánh này hả, YouTube nè. Go. Đây là bánh YouTube nè mọi người, không có màu đỏ là màu hồng. Hy vọng năm sau làm bánh nút vàng ha. Đây, hai mẹ con em đi đang bán bánh là tội nghiệp ghê vậy. Ủng hộ cho hai mẹ con nó đi con. Cô chú ủng hộ cho con nha. Nói đi, con đi bán bánh, không có bạc cái bánh. Rồi, từng bánh cho cả nhà xem ha. Thì thông con thỏ nè. Nè, bánh này là bánh YouTube của Cameraman nè cả nhà. Kiếm màu đỏ. Đó. Rồi đó, cái này bán đấu giá ha. Bán đấu giá.
dạ. Ai muốn ai mua cứ comment dưới video ha cả nhà ha. Đủ màu đủ sắc luôn. Rồi một buổi vui vẻ trong mùa Giáng sinh ha cả nhà ha. Quan trọng là vui vẻ. Vui là chính, ăn là mười nha mọi người. Ăn là mười hả? Chủ yếu làm cho vui thôi. Trong mùa Giáng sinh thì gia đình thành viên tụ tập nhau làm bánh làm mè cho vui. Thôi ở đây bên đây mình bye bye cả nhà nha. Rồi, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Thank you cả nhà đã xem phim của mình.